bao giờ thì mình làm cái gì đây? Và sau khi mình đã đi chụp ở khu bãi xong á thì mình có đi về, nhưng mà trời đổ mưa nên rất là lạnh. Mình nên tí mình tìm ngay một cái quán bánh nướng nào đó để ăn tối. Thì sau khi mình chìm trên Foodie và một số trang quảng cáo đồ ăn khác thì mình đang sẽ tìm được một cái quán như là quán nướng Simbet. Quán này rất là nổi tiếng ở đây vì thứ nhất là giá thành rất là rẻ. Đây, một cái dĩa đồ ăn. Đấy, tất cả những cái thứ mình đang kêu đây chỉ bỏ khoảng đúng 100 ngàn thôi nha mọi người. Cực kỳ nhiều luôn mọi người, ăn cái này không biết. Trời, ăn no lắm luôn mấy mọi người à. Thì ở đây á, quán của mình có nhiều sự lựa chọn cho mọi người, là mọi người có thể tự phục vụ, có nghĩa là tự nướng, tự ăn. Hoặc là người ta có thể, quán có thể nướng giùm mình mà không phải phụ thu với bất cứ một phí tiền nào cả. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng lên nhé. Ok, thì mình đang nướng những cái món đồ ăn ở đây nha mọi người. Đây chính là cá trứng nè mọi người. Đây là cái gì ta? Cái này mì gà đúng không? Nó là mì gà nè. Còn đây chính là bạch tuộc. Bỏ xiên có 6 ngàn thôi mọi người à. Rẻ thiệt sự luôn ý. Và đang xem lát nữa mình sẽ ăn xem cái vị nó như thế nào nha mọi người. 2000 years later. Trời ơi mọi người à, đây là cái con cá trứng luôn nữa. What? Nướng nè mọi người. Nướng sao hồi nó gấp lên không gấp được luôn mọi người à. Giờ không biết làm sao để ăn nó luôn. Chọt vô nó. Đây, cá trứng nè mọi người. Ok, thì chưa bao lâu thì đồ ăn đã sắp chín rồi mọi người ơi. Trời ơi. Mọi người có thấy cái khói nghi ngút mà mùi thơm nữa không? Tốn có 6k một xiên đó mọi người. Đáng đồng tiền bán gạo thấy ghê không? Ok, hello mọi người. Và sau khi một hồi vừa nướng mình vừa chảy nước luôn. What the hell? Dượng dữ lắm á, bây giờ mình sẽ bắt đầu review nha. Ok, đây. Khi bị ăn thì có thể cho ăn kèm với lại cái này là cái gì, đu đủ chua hả mày? Ừ. Đu đủ chua nè, dưa leo, muối ớt xanh nè, tương ớt nè. Và đây, chị của chúng mình. Trời ơi, ta nói 100 ngàn mà nó đầy đủ rồi. Tôm, thịt, cá, chân gà, bộ lá lớp, bò, quấn nấm kim chi. Trời ơi, nhìn đó mọi người. Mình thấy thèm rồi đó mọi người. Bắt đầu mình sẽ thử nha. Ok, hello mọi người. Thì bắt đầu là mình sẽ thử nha mọi người. Đây, món cá trứng. Trông rất là nhiều trứng nha. Để cho mọi người coi nhìn này. Cái bụng của nó nè. Ồ, trứng không nè mọi người ơi. Cá này đặc biệt ăn rất là béo nha mọi người. Sang thử nha. Nó béo nại luôn đó mọi người à. À, mình có một lưu ý nhỏ nướng cá này nha. Đừng có bỏ vô nướng liền. Tại vì nó rất là mềm. Khi mọi người bỏ lên nướng á, nó sẽ dính cái đầu nướng ở đây. Mọi người nướng xong á, mọi người bỏ phía trên á. Xong mình bắt đầu nó cứng lại rồi, mà có người mới nướng nó. Ok, đây. Đây là bạch tuộc nha mọi người. Trứng dài này các mọi người ơi. Đây. Đây nha. Đây liếm em tật nướng nè. Đấy. Dài. Hơi the the. Nhưng mà ở đây ướp rất là ngon nha mọi người. Cực kỳ ngon. Mình đánh giá là 8/10. Đây là ngon hơn 10 chứ mày. Cái này là cái gì đây? Mày gà hay sao mọi người ạ? À? Không biết nữa. Bây giờ nặng lắm nha. Đây, đây mọi người. Đấy. Thử nha. Này cái sụn mọi người à. Nó ngọt. Mà ngọt với cái ngọt. Cái vị ngọt thanh thanh không? Béo mà nó ngậy lên cái mùi mà đậm chất miền Tây đó mọi người. Mọi người ăn phải ăn thử đi. Cái vị nó ngon lắm. Không thể lã được, mọi người phải ăn thử mới được. Đây là xúc xích nướng. Trời má. Xúc xích bóng đêm. Đây là nhân nướng nè mọi người. Xúc xích bóng đêm, nó nướng nha. Ha 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 ha
sẽ ăn thử, mình sẽ cắn được một miếng. Nó nướng đó mọi người ạ. Đây. Xúc xích bóng đêm. Đấy. Cắn thử nha. Cái xúc xích này không giống xúc xích Đức đâu mọi người. Xúc xích này là như kiểu nem vậy á, giống nem lắm luôn á. Hôm nay kêu nem hay xúc xích thì cũng chả nhớ nữa. Kệ đi. What? What the fuck? Ngon, cái này ngon lắm. Nó thơm mùi thịt lắm luôn á. Thứ ba là thịt nướng nè. Cái xiên thịt này là có 6.000 mà nó tới 3 cục thịt. Cũng đáng đồng tiền lắm nha. Đây. Nướng nè. Đấy, vàng ngon chứ. Ok. Thịt mềm. Xăng. Nó kì 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 ngon. Này là thịt mới nha mọi người. Ở đây quán này làm sạch 100% nha mọi người. Ngon. Ngon lắm. Tôm. Thôi tôm đằng sau đi, tôm này nó hay ấy. Đây. Đây là bò lá lốp nha mọi người. Đấy. Quấn hình như xung quanh phô mai hay sao á, thử nha. Ngỏ bắn. Rồi. Chấm vô. Chấm thêm một chút nha. À, gói thôi nè. Mọi người biết cái vị bò á, thêm mấy mùi lá lốp nó rất là thơm. Nó ngậy, thịt bò nó dai nè. Chấm mùi thêm muối ớt xanh nữa. Trời ơi. Nó ngon, xua dắt luôn mọi người à. 6.000 của mình sẽ được 2 cục bò lá lốp. Đấy, cực kỳ ngon nha mọi người. Đây. Đây là bò quấn. Đây, bò quấn nướng đi. Mình nướng chưa được delicious lắm, mà chắc không sao đâu. Mình sẽ nếm muối ớt xanh nha. Mà biết là mình vừa nướng vừa ăn á, ngồi kế bên cái thửa hồng á, cảm thấy nóng với lại nóng lắm. Tại giờ dùng mới mưa luôn. Đây, làm cảm nha. Mà biết cái vị dai của cái kim chi không? Thêm cái vị bò nữa. Trời ơi, ăn dính răng luôn mọi người. Ngon, ngon gì đâu á. Nó có vị hơi không? Hơi ngọt, nói chung là quán này sẽ có vị hơi ngọt. Nó sẽ dịu bớt cái phần nó không có mặn lắm đâu mọi người ạ. Đây. Đây cái khúc sườn. Khúc sườn 6.000. Tuyệt vời mọi người. Đấy. Sườn nha. Ok, mình sẽ ăn được một miếng thôi, chị xinh. Không sao, từ từ. Đây. Mình cảm ơn miếng nha. Mọi người biết cơm sườn ngoài không? Cái sườn nó ngon lắm. Cay quá. Nói the the, mình bị sặc. Ngon quá sặc đó mọi người. Mọi người biết cơm sườn ngoài không? Thấy đi. Mọi người biết cơm sườn ngoài không? Nó ngon gấp 7 lần cơm sườn ngoài. Đéo tin. Rồi, đi đi sờ nữa nha. Sẽ đắp miếng từ lớp. Đây. Ok, và sau khi ăn xong thì cái nãy lúc mình quay cái máy mình nó đụng với hết pin mọi người ạ. Cho nên là mình phải bỏ gác cái bàn bên mình ăn, tại vì mình không thể cưỡng lại cái miệng ngon này được. Đây, ăn xong rồi đó, cái trường của mình đó. Rất là noi mọi người. Thì ok, thì cái phần video ở đây thì mình xin nhắc lại là đây là quán xiên nướng Xiên Bếp, địa chỉ là 74/6 đúng không? 74/6 đường số mấy thôi? 76/4. 7 số mấy? 76/4. 76/4 đường 14A. Đường 14A đó. Thì mọi người tới quận 7 thì mọi người nên đi quán này ăn cực kỳ ngon mọi người. Ngon, đáng giá tiền lắm. Ok, thì kết thúc video đây, các bạn thấy hay thì nhớ like, share, subscribe cho kênh.